Kính thưa quý vị, bà Ann Romney nói chuyện với danh hài Jay Leno trong lần phỏng vấn truyền hình đêm khuya đầu tiên, từng từ Los Angeles, California. Trong lần phỏng vấn đầu tiên trong chương trình truyền hình đêm khuya vào ngày hôm qua 25 tháng 9 năm 2012, bà Ann Romney nói chuyện với danh hài Jay Leno trong một vai trò người được mời lên chương trình The Tonight Show with Jay Leno. Bà nói rằng bà hy vọng nếu chồng bà đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thì việc này cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đã không còn định kiến. Khi ông Jay Leno hỏi bà cho biết cảm tưởng về sự ảnh hưởng khi một người theo đạo Mormon đầu tiên trở thành tổng thống Hoa Kỳ, thì bà trả lời rằng 4 năm trước, một người da màu đắc cử tổng thống Hoa Kỳ và việc này đã cho thấy rằng dân chúng Hoa Kỳ đã từ bỏ định kiến. Và lần này, bà cũng mong sự việc như vậy xảy ra khi một người theo đạo Mormon trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Trong buổi phỏng vấn, bà Ann Romney cho biết bà yêu ứng cử viên Romney như thế nào trong trung học. Bà nói bà gặp mặt ông Romney trong một buổi tiệc và trái tim của bà đập mạnh thình thịch. Và bà cho rằng bà đã yêu ứng cử viên Romney lúc mới gặp. Các chương trình đối thoại trên truyền hình đã trở thành một công cụ thông dụng cho các nhà chính trị gia để tỏ ra nhân cách của họ. Vào 4 năm trước, Tổng thống Obama là người tổng thống đầu tiên xuất hiện trong chương trình The Tonight Show. Từ đó trở đi, hai gia đình Obama và Romney đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình để giúp việc tranh cử.